Ở cuối tập trước, sau khi được Diệp Ca tặng cho mấy mảnh vỡ kiếm ý, kiếm thuật của Lý Phi đã tăng hạng chóng mặt, sau đó hai thằng rủ nhau san bằng hết yêu thú ở chiến trường Thiên Đạo. Lúc này tại chiến trường Thiên Đạo tầng thứ hai, hai thằng Diệp Ca và Lý Mập vẫn đang nghêu ngao câu hát yêu đời, nhưng lại không để ý rằng, ở đằng xa kia vách núi, có mấy thằng cũng đang thập thò nhìn lén mà bàn tán xôn xao, hai tên này đến từ đậu vậy, quá tự phụ rồi đấy. Tên kia thì sợ đến chóng váng đầu óc, mà nói, tôi sợ quá rồi đấy, tôi muốn về nhà với mẹ hai tên này mạnh đến mức quá đáng thật đấy còn hai tên vô tri này thì rất là nghênh ngang không để ai vào mắt lý phi nhìn phía đám người đang thập thò kia mặt vênh váo mà thầm nghĩ đến chiến trường thiên đạo bao nhiêu lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên minh có thể vênh mặt với đời như thế này thích thấy bà nội luôn ấy có điều mình vẫn nên cẩn thận một chút mặc dù có kiếm ý chết chóc nhưng nếu người khác vây giết mình thì mình cũng đỡ méo kịp nghĩ xong hắn quay sang nói với diệp ca huynh khi nào lại đến chiến trường thiên đạo lần nữa vậy chúng ta hẹn với nhau trước đi đến lúc đấy ta sẽ xách bánh trưng đến chúng ta cùng ăn được thôi như lần sau đến đây chắc ta đang ở vị trí cao hơn ngươi rồi á sợ không cùng ngươi ăn bánh trưng được ấy chứ làm lý mập tò mò mà thắc mắc diệp huynh à không lẽ huynh đã có dị tượng đột phá rồi sao sau khi quay về sẽ có thể thăng lên dung linh cảnh sao diệp ca vô ngực đầy tự tin nói dị tượng đột phá sao cái đó nhằm nhò gì với ta ta đây muốn đột phá là chỉ trong phút mốt là được ta không đột phá thì thôi nhưng mà một khi đã đột phá phải là một phát thăng lên hẳn đỉnh tầng thứ 9 của dung linh cảnh rồi ấy chứ nghe mà nói phép thần sầu làm lý mập nghe thấy chóng mà hết lời khen ngợi sau đó cả hai thằng lại tiếp tục tiến về phía trước diệp ca lại nói tiếp tạm gác lại chuyện này đi phía trước có năm con yêu quái khí động cảnh tầng thứ 9, cứ để ta xử lý còn lại giao cho huynh đó lý mập cũng vui sướng đáp lời được được dứt câu diệp ca sử dụng trận pháp cửu diệu lôi liên tung ra một đống hoa sen bay kín trời tới đám yêu thú đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rồi vang lên tiếng bùm bùm bùm, làm nguyên đàn yêu quái bốc khói mà luân hồi chuyển kiếp. Lý Mập thì đứng yên tại chỗ, xanh mặt lại, tay cầm sẵn đống bùa, nhưng vẫn không có cơ hội xuất chiêu, trong đầu thầm nghĩ, "Má ơi, thực lực của Diệp Ca đúng khiến người khác phải kinh hãi." Diệp Ca lại tiếp tục vung tay dùng X10 cửu trận lôi liên, làm Lý Mập đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác chố mắt lẩm bẩm, "Ôi đệt, lại nữa rồi." Diệp Ca linh lực của huynh rốt cuộc sâu đến mức nào vậy phía bên sườn núi thì lại có đám người đứng ngồi nhấp nhổm xì si xào bàn tán kia chẳng phải là tu sĩ thuật pháp sao người ta là tu sĩ thuật pháp vậy là kiếm tu chắc mẹ rồi nhưng sao hắn ta không dùng kiếm nhỉ tên kia lại nói tiếp tên đần nhà ngươi ngươi chẳng hiểu cái đếch gì cả chỉ là đám yêu quái đó chưa đáng để hắn xuất kiếm chứ sao nữa ồ vậy sao không thể ngờ là tên béo này lại kiêu ngạo đến vậy đúng là không nên nhìn mặt mà đoán người được Lý Phi nghe được màn sàm le của đám người trên kia, tức đến chảy mỡ thầm chửi, vãi chó thật, ông đây không phải là kiếm tu, ông đây chỉ là kiếm ý mà thôi, mẹ nó chứ, tưởng ông đây thèm chắc. Sau hai ngày lùng sục yêu thú, hệ thống bỗng vang lên, tinh tinh, chúc mừng ký chủ giết được 100 con yêu quái khí luyện cảnh tầng thứ 9 ở chiến trường thiên đạo tầng thứ 2, nhận được 5.000 điểm phá của. Điểm phá của hiện tại là 10.810, hán thầm lẩm bẩm, cuối cùng cũng được 10.000 điểm rồi, mình đỉnh VL luôn ấy. Lúc này, Lý Phi cũng chạy tụt quần đến chỗ Diệp Ca thở hồng hộc như chó mà nói, "Diệp Ca, huynh cứ từ từ thôi, chứ nhanh quá ta theo thế méo nào được huynh chứ." Thấy được sự cần cù bù thông minh của Lý Mập, Diệp Ca lại kỳ kèo với hệ thống, "Đấy, ngươi cũng thấy biểu hiện cần cù lao động của tên mập kia dạo gần đây rồi đấy. Hắn làm quần quật như châu húc mà vậy đó, ta cho hắn một vạn linh thạch cực phẩm cũng không quá đáng chứ." Hệ thống vang lên, "Tinh, đối phương đã có kiếm ý chết chóc cao nhất, số lượng cho hợp lý." Duyệt. Bên này, thì Lý Phi cũng đuổi đến kịp, hắn vừa thở vừa chửi Ôi má ơi, lết cái thân xác này chạy như chó đuổi, mệt thấy bà nội luôn rồi đấy Lý Phi đi đến và nói với Diệp Ca Diệp Huynh à, ta đã ở đây gần 2 tháng rồi dựa theo quy định của Tông Môn, thì đã đến lúc ta phải quay về rồi Diệp Ca cũng thắc mắc mà hỏi Cái gì vậy má, Tông Môn của Huynh còn quy định cả ngày tháng nữa sao Đúng vậy, Tông Môn quy định là trong vòng 2 tháng phải quay về nếu không Tông Môn cho rằng ta đã theo gái bỏ cuộc chơi mà gạch tên ta ra khỏi cái gia phả của tông môn mất đa số các tông môn đều có quy định kiểu này trừ tán tu diệp ca cũng không gượng ép mà nói được rồi nếu vậy thì ta cũng không ép huynh ở lại làm gì nói xong diệp ca ném cái những chữ vật cho lý phi nói mấy ngày nay huynh vất vả rồi huynh cầm lấy một vạn linh thạch cực phẩm này về mà đăng ký khóa tập gym cấp tốc đi chúng ta sau này có duyên gặp lại bái bai người anh em dứt câu diệp ca vẫy tay rời đi để lại lý phi xúc động ngại ngào ôm quyền hành lễ nói Diệp ca Hà huynh chính là ân nhân của ta. Chúng ta sau này có duyên gặp lại, chúng ta xin từ biệt nhau tại nơi này. Diệp ca đi thong dong một mình mà thầm nghĩ, hiện tại chỉ còn lại một mình ta thôi. Một hồi sau hệ thống vang lên, tinh tinh, chúc mừng ký chủ thành công nhận được 200 điểm phá của, phần thưởng là 10.000 mảnh kiếm ý chết chóc. Diệp ca nhìn thấy phần thưởng lần này có vẻ hơi khoai, mãi mới nhét đầy con lợn biết nói, giờ lại lòi thêm 10.000 mảnh nữa. Tên mập đó đi rồi, ngươi còn cho ta cái thứ của nợ này làm gì chứ? phần thường của hệ thống này có tiêu hết thì cũng không nhận được điểm thưởng gì đặc sắc cả thôi thì mình lại phải tự nhá hết chỗ này mới được dứt câu diệp ca ngồi dung hợp chỗ mảnh kiếm ý còn lại phía xa xa có một đám người đang rình mò theo dõi diệp ca mà lẩm bẩm với nhau cái tên mập kiếm tu đó cuối cùng cũng đi rồi chỉ còn lại tên kiêu ngạo này giờ tiêu tốn khá nhiều linh khí này thôi ta cũng quan sát hắn mấy hôm nay rồi hắn không hề khôi phục lại linh khí đã tiêu tốn như vậy thì cho dù hắn có là trời đi nữa ông đây cũng đích sợ, sợ mỗi thằng mập khi nãy thôi. Chúng ta phần lớn đều là tu sĩ bình thường, không có sức mạnh, không có ông bà già chống lưng, danh tiếng cũng chẳng có mẹ gì cả. Hiện giờ chỉ còn cách đăng xuất cái tên này, cướp tài nguyên của hắn mà sống qua ngày thôi anh em. Không biết từ đâu xuất hiện một người thanh niên tóc trắng không tên không tuổi chen ngang nói: các ngươi muốn bỏ lỡ như vậy sao? Sau đó đám người lại tiếp tục bàn tán, giết con trời nổi danh khắp thiên hạ đó anh em ạ. À. Tên này xiên nhiều yêu quái như thế tinh huyết trong tay chắc đáng giá lắm đây tên tóc trắng thấy mấy thằng của lần vẫn còn đang phân vân hắn lại nói tiếp nào yêu hay không nói một lời thôi giết hay không giết đây để ông đây còn về cho gà ăn nữa cơ hội chỉ có một thôi đấy đứng đấy mà thì với thầm hết mẹ nó ngày rồi cả đám người đồng thanh đáp đang xuất nó đi anh em ơi các huynh đệ à xử hắn cướp pháp bảo của hắn đê ta muốn võ kỹ của hắn ai cũng đừng hòng tranh giành với ta dứt câu cả đám người nhốn nháo chạy tới chỗ diệp ca phía này thì diệp ca đang nằm phơi nắng nghỉ trưa nghe được tiếng ồn ào mà thức giấc ồn ào quá đi mất làm phiền ông đây đang dung hợp đám người các ngươi nhiều hơn 100 người so với đợt tỷ thí võ ở tông môn của ta may mà ta đây dung hợp xong rồi đấy để mình test thử xem kiếm ý chết chóc này mạnh đến mức nào nào sau đó diệp ca nắm chặt tay lại nhìn thôi đã thấy chuẩn bị có drama để hóng rồi làm đám người phía sau đang hừng hực khí thế phi tới tự dưng rén ngang mà thắc mắc hắn đang làm gì thế kia vừa vươn vai vừa uốn éo, là thế méo gì vậy trời? Tí tuổi mà đã mắc bệnh tuổi già rồi sao? Lúc này, Diệp ca sử dụng kiếm ý chết chóc xuống đám người phía dưới, ta nói, nguyên một vùng đỏ lòm như cái tên của nó. Làm đám người đứng ngây dại mà ngạc nhiên, what the hell, hắn cũng có kiếm ý chết chóc sao? Ngu rồi bay ơi, nhanh lên, vắt chân lên cổ mà chạy đi, không chết cả lũ bây giờ. Cả đám người chạy nhốn nháo, mùng không ngừng la hét như chơi trò cảm giác mạnh, cứu tôi với, hết mi. Uy lực này, phè như chúng ta đỡ thế méo nào được đây. Ai đó nhanh đến cứu tôi đi. Ta không chạy nổi nữa rồi bay ơi. Phía bên này, tên tóc bạc đầu sỏ suối dại đám người kia, mặt thất thần không còn giọt máu, hối hận muộn màng mà đứng nhìn. Diệp ca kết hợp với sức mạnh của cửu diệu lôi liên, mặt nghiêm túc nói, các ngươi không phải là muốn xiên ta sao. Nào lên đây, ông đây chấp hết. Tên tóc bạc hoang mang tột độ mà hô hào anh em, ơ kìa, chạy đi méo đâu vậy chứ. Mau ra tay đi chứ, nếu không tiếp tục chiến đấu, chúng ta sẽ ngày này năm sau xanh cỏ ở đây đấy. Đám người phía sau vừa chạy tụt quần vừa chửi, đánh cái bíp nhà ngươi đấy, tự ngươi mà xông lên, chúng ta bị ngươi hại đến bán cả nhà rồi, đánh đấm cái nổi gì nữa chứ. Diệp ca đứng phía trên vẫn kết hợp kiếm ý chết chóc và cửu rượu lôi liên, tạo ra một bầu trời đầy hoa sen kèm theo sức công phá cực khủng. Diệp ca khoanh tay cười đắc ý nói, quá muộn rồi hỡi các huynh đài à. Đám người phía dưới cũng chố mắt nhìn theo trận pháp trên đầu, từ lúc đi hành ăn cướp đến nay, chưa gặp phải trường hợp như này kiếp này coi như bỏ rồi chúng ta chắc chắn không thắng nổi thôi thì cầu nguyện thôi anh em ạ à. diệp ca lúc này đứng giữa nơi hoang tàn đầy biển lửa kèm theo khói bụi mù mịt của chiến trường đạo thẩm mỹ đây mới là thế giới huyền huyễn thật sự một thế giới tu tiên tàn khốc nơi cá lớn nuốt cá bé ta là thần phá của chứ không phải thánh mẫu từ bi rộng lượng các ngươi kiếp sau nhớ kỹ mặt ta mà tránh xa ra không lại chuyển kiếp nhanh làm đấy bỗng từ trên cây vang một giọng nói vọng xuống hỏa long quyền sao đại ca huynh là người của huyền thiên giới ư Diệp Ca mặt nghiêm túc nhìn lên mà thắc mắc, ngươi là ai? Ta sao? Ta tên là Lạc Giao Giao đến từ Vạn Hoa Cốc. Trong huynh vừa nãy đánh nhau vất vả ghê á. Vạn Hoa Cốc sao? Sao nghe lạ hoắc vậy trời? Lạc Giao Giao lại ngựa ngựa nhảy xuống nói, không phải chứ, huynh không phải là người của Huyền Thiên giới sao? Vậy huynh là người của tông phái nào vậy? Diệp Ca lạnh lùng quay người đi đáp, sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Huynh còn chưa nói tên của mình nữa, ta đã giới thiệu rồi đó. Lạc Giao Giao tiếp tục theo sau Diệp Ca mà lải nhải, muốn nói không ngừng nghỉ trừ khi huynh là tán tu không có môn phái thật là tội nghiệp đấy huynh đến chiến trường thiên đạo này để tìm gì vậy cầu xin ta đi biết đâu ta lại biết thì sao đại ca huynh quá đáng thương thật ấy thật sự không muốn ta giúp huynh sao ôi đại ca sao nhìn huynh mặt cứ đần như cước ngâm vậy chứ có phải là do ban nãy tiêu hao nhiều linh khí quá nên mệt rồi đúng không không phải như vậy chứ huynh sẽ không mệt đến mức ngất xỉu ngay sau khi ta đi chứ Diệp Ca đi phía trên nghe mà nhức nhức cái đầu với đứa nhóc này, bé người mà mùm nói lắm thế không biết, ngươi mà không đi thì ta đây cũng cho ngươi luân hồi chuyển kiếp thật đấy. Nói méo để cho ai nói cả. Lạc Giao Giao cười đắc ý nói, vậy thì huynh không xiên nổi ta đâu, tu vi của ta đã đạt đến nguyên thần cảnh tầng thứ 9 rồi đó. Ta dùng mật bảo để áp chế tu vi của mình, nếu huynh xuống tay với ta, huynh sẽ được ngắm gà hỏa thân vào mùng một hôm rằm đó. Diệp Ca liếc nhìn Lạc Giao dao sau đó hỏi hệ thống, hệ thống à, những gì cô ta nói đều là thật sao? thật sự có loại mật bảo có thể qua mặt quy tắc của chiến trường thiên đạo sao hệ thống vang lên tinh những điều đối phương nói là thật mật bảo là cây châm màu tím đối phương đang đeo trên đầu diệp ca cũng hơi bất ngờ ngoái đầu lại nhìn bằng nửa con mắt lẩm bẩm hóa ra là thật à nhìn cô ta nhỏ tuổi hơn sư phụ ta vậy mà tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh rồi sao cũng rất gì và này nọ đấy sau đó diệp ca cũng đành thả lỏng cơ miệng mà giao tiếp ta tên diệp phong đến từ tinh hồn tông ta nói xong rồi cô đừng tiếp tục làm phiền ta nữa lạc giao giao nghe thấy có vẻ rất thú vị lại vén mùng lên nói không ngớt tinh hồn tông sao đó là môn phái nào vậy diệp phong cái tên nghe hay ghê đấy vừa nãy làm huynh sợ rồi đúng không ta chỉ là lừa huynh tí thôi tính ta thích nói phét vậy á huynh thật sự tin rằng tu vi của ta là nguyên thần cảnh tầng thứ chín sao diệp ca cũng đến sầu não với bà cô này mẹ nó mùng nói méo để cho ai nói sau đó diệp ca quay người lại nói vậy thì ngươi thử bỏ cái châm tím trên đầu xuống đi ta xem nào làm lạc dao dao giật bắn mình thốt lên cái gì vậy cha nội sau đó cô ta ngựa ngựa đưa tay lên sờ cậy châm cài tóc mà thầm nghĩ châm cài vẫn ở trên tóc linh lực không bị dò gì sao hắn nhận ra được nhỉ xem ra ta đã coi thường huynh rồi sau đó lạc dao dao nói tiếp tinh hồn tông mà huynh nói đến ta chưa nghe đến bao giờ chắc là một môn phái tầm thường thật ra ta hy vọng huynh có thể gia nhập vào tinh cực tông nơi này chắc huynh biết đúng không làm diệp ca há hốc mồm thốt lên lại cái méo gì vậy chứ lạc giao giao lại nói tiếp chỉ cần huynh gia nhập vào tinh cực tông ta bảo đảm huynh sẽ trở thành đệ tử chân truyền của tông môn như vậy không hấp dẫn sao đại ca lạc giao giao như đã nhìn ra được điều gì từ phía diệp ca cô ta thầm suy tính linh căn tứ hệ lượng linh lực khổng lồ hơn nữa bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới kiếm người hợp nhất chưa biết chừng sau này sẽ là một trong ba người đứng đầu long bảng đấy người này tuyệt đối không được bỏ lỡ diệp ca thấy cũng nghi ngờ mà thắc mắc đệ tử chân truyền của tinh cực tông sao lạc giao giao họ lạc à sao nghe nó nó cứ kiểu có chút liên quan thế nhỉ sau đó diệp ca ghé cái mặt vô tri hỏi lạc thiên tuyết là gì của ngươi làm lạc giao giao đứng hình thắc mắc hả à, sao huynh biết tỷ tỷ của ta lúc này tại tinh hồn tông đúng là thần giao cách cảm lạc tỷ đang ngồi xem sổ sách thì hắt xì một cái làm lão bạch cũng ngờ ngợ tới hỏi thăm tiểu thư người bị cảm rồi sao lạc tỷ cảm thấy cứ thấy cái gì đó mà thắc mắc sao ta cảm thấy có người đang nhắc đến mình nhỉ quay trở lại nơi chiến trường thiên đạo hai đứa vô tri rơi vào trạng thái im lặng đứng nhìn nhau đang yên tự nhiên thêm đứa họ hàng sau đó hai đứa sốc ngang gào mồm lên nói vãi chó thật lạc thiên tuyết là sư phụ của ta vậy ngươi là tiểu sư cô của ta sao đù má tiểu sư cô cái đầu nhà ngươi đừng gọi ta giả như thế chứ huynh là đệ tử của sư tỷ ta tinh hồn tông là tông môn do tỷ tỷ ta sáng lập sao sau 10 phút nghiên cứu về gia phả lạc giao giao đầu óc quay cuồng vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nói làm gì có ai vừa là đại đệ tử chân truyền của tỷ tỷ ta lại vừa là đệ tử chân truyền của trưởng lão tinh cực tông chứ rồi ta phải gọi ngươi là sư đệ hay là trưởng lão đây cái bảng gia phả này làm nhức nhức cái đầu ghê đấy diệp ca được phanh cười cà khịa nói he 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 chúng ta tự gọi theo cách của mình thôi đơn giản như đan rổ mà ta gọi ngươi là sư cô ngươi gọi ta là trưởng lão dễ như hút cháo ấy mà còn lạc dao dao thì đứng dãy này chối từ có cái nhịt đấy ta còn lâu mới gọi như thế Diệp Ca lại được Đà Lân la bẹo nguyên hai quả má bánh bao của lạc sao dao làm con bé giận tím người mà không làm gì được. Hắn cười đắc ý nói: đến đây nào sư cô, để trưởng lão ta bẹo cái má lúng lính chút nào. Cương dễ sợ luôn ấy. Trong đầu Diệp Ca thầm nghĩ, lần đầu gặp mặt nên tặng sư cô cái gì được nhỉ? Tặng linh thạch thì hơi tầm thường quá, giác ngộ đan có thể tặng được. Những thứ này trông hơi giống đồ ăn vặt, dùng làm quà tặng hơi kỳ. Vậy còn kim tầm tinh rượu thạch thì sao nhỉ? Cử rượu hồi hồn thảo nữa những thứ này hơi tầm thường thì phải tặng quê chết mẹ hay là tinh huyết đại yêu tử lôi cuồng sư nhỉ sau đó diệp ca liếc nhìn lạc giao giao nói tiểu sư cô người là thể tu sao làm lạc giao giao hốt hoảng sợ tái mét lùi phía sau lắp bắp nói không sai ta là thể tu huynh làm sao lại biết hay thế được trưởng lão à ta ghét nhất người khác bẹo má mình đấy chứ có mấy đứa bẹo má như huynh đều xanh cỏ hết rồi đấy chuyện lần này ta sẽ không bỏ qua đâu đợi sau khi ta quay về ta nhất định sẽ mách tỉ tỉ ta đánh sưng đít ngươi lên chưa kịp nói hết câu diệp ca lấy viên tinh huyết đại yêu lấp lánh làm lạc dao dao trố mắt ngạc nhiên rồi nhảy cả tưng cả tưng như đứa trẻ được cho kẹo vậy diệp ca nói tiếp tinh huyết đại yêu tử lôi cuồng sư đã trải qua chín đạo lôi kiếp một lần véo má sư cô ta lại tặng một giọt nếu sư cô đã không thích người khác bẹo má thì thôi vậy á nghe được những lời này lạc dao dao vứt hết liêm sỉ mà nhảy bổ lên người diệp ca nói đây đây mặt ta đây người khác không được nhưng diệp ca thì lại được nha chỉ là bẹo má thôi mà có gì đáng ghê gớm đâu chứ nghe được những lời này diệp ca cũng cảm thấy tiểu sư cô này cũng có chút đáng yêu sau một hồi diệp ca cũng chống cầm suy nghĩ tiểu sư cô là thể tu không biết có phải là một vị luyện khí sư không nhỉ con bé này nhìn cũng thông minh lanh lợi đấy nhưng nếu không chấn chỉnh lại là sau này mệt ẻ với tiểu sư cô này lắm suy nghĩ xong xuôi diệp ca ném cái bốp một viên kim tầm tinh rượu xuống đất giả vờ ngựa ngựa cúi xuống nhặt lên nói ôi rồi ôi cái viên kim tầm tinh rượu này sao lạ thế nhỉ tự nhiên lại rớt ra thế này chứ làm lạc dao dao cũng trố mắt mà quay đầu nhìn lại với ánh mắt thèm khát nước miếng chảy tứa lưa nói ôi mẹ ơi cái viên kim tầm tinh diệu thạch này sao lại xuất hiện ở nơi khỉ gió này chứ sau khi nắm thóp được dao dao diệp ca cầm trên tay hỏi tiếp ô tiểu sư cô cũng nhận ra nó sao lạc dao dao vẫn không rời mắt khỏi cái viên lấp lánh đó mà đầu gật như bổ củi nhận ra chứ cái thứ hiếm hoi này đâu phải muốn là có được đâu nó là hàng limit từ đó cha nội. Diệp ca cười gian xảo nói tiếp, vậy tiểu sư cô đây có muốn nó không nào? Chỗ ta đây không thiếu, búng tay là có một sổ chứa đùa. Lạc giao giao đứng kế bên mà đầu gật điên cuồng nói, có có. Diệp ca với vẻ mặt gợi đòn cười ha ha nói, có cái nhịt nha, ta không cho đâu, lêu lêu. Làm lạc giao giao tức đến khờ dại lao vào đấm cho mấy cái nói, cái tên khốn nhà huynh, dám ức hiếp ta à, mẹ nó chứ, cái đồ rác rưởi, đồ biến thái nhà ngươi. Diệp ca thích thú càng chọc tức tiếp, móng thêm đi, ta là ta thích người khác chửi lắm đấy. He he. Nhưng mà né thế méo nào được chứ. Diệp ca đã bị Lạc Dao Dao đánh cho bầm dập mà phun trào si dô tí thì đi hàm tiền đạo thẩm nghĩ. Đậu má, chắc mình trêu hơi nố. nó đấm thật anh em ạ. À, sức lực này của con bé, không hổ là thể tu. Sau một lúc thử tài cân sức, Lạc Dao Dao hậm hực nói, "Đại ca, à, huynh còn non và xanh lắm. Với sức lực này sao huynh có thể trở thành đệ tử chân truyền của tỷ tỷ ta vậy chứ?" lại còn được làm trưởng lão vinh dự của tinh cực tông nữa chứ nghe mà méo thể nào tin được được gãi đúng chỗ cần gãi diệp ta tỏa sáng uốn éo đến chật khớp không bắt đầu khoe khoang là bởi vì ta có tiền đó 55 vạn viên linh thạch thượng phẩm mua đứt thân phận đệ tử chân truyền 100 triệu viên linh tinh cực phẩm và bí điển trận pháp cửu tinh kiếm trận mua đứt chức vị trưởng lão vinh dự làm lạc sao giao sốc ngang nói lẽ nào những danh phận này đều là mua hết sao huynh trưng cái tư thế khoe mẽ này nói chuyện để làm gì vậy chứ đúng lúc này thì có giọng nói truyền tới thật nực cười ngươi từng nhìn thấy linh tinh cực phẩm sao nói phép không thấy ngượng mùng mở miệng là 100 triệu linh tinh cực phẩm ngươi có biết thế nghĩa là gì không ta là cốc chủ của vạn hoa cốc không phải ngươi thích dùng linh thạch và linh tinh mua chức vị sao sau đó nàng lấy ra bản khế ước nói tiếp đây là khế ước chỉ cần ngươi có thể lấy ra 100 triệu linh tinh cực phẩm ta sẽ bái ngươi làm sư để ngươi có thêm một thân phận hiển hách nữa ngươi thấy sao nước đi này của cốc chủ ngu thấy mẹ rồi cốc chủ ơi Thách nhà giàu hút mắm là giờ rồi lạc giao giao vội vàng hết hồn nói với diệp ca diệp trưởng lão sư phụ của ta ghét nhất là nghe người khác bốc phét huynh đừng để bụng làm gì ngài ấy không có ác ý gì đâu dứt câu cô lại phi ngay sang chỗ cốc chủ nói tiếp ối sư phụ ơi sao người lại lôi khế ước ra làm gì chứ thằng này không đùa được đâu ta nhìn hắn thấy ngứa mắt méo chịu được hắn nói gì ngươi cũng tin sao giao dao con mở to mắt ra đừng để bị mấy tên khốn nạn như này nó lừa mày dễ tin người quá đấy lạc giao giao khúng lúng đôi tay nhỏ nhắn đáng yêu nói đây là trưởng lão vinh dự của tinh cực tông đó ngài đừng nói như thế cho dù là trưởng lão vinh dự thì ta đây cũng phải dạy dỗ cái miệng chỉ giỏi ba hoa của hắn nghe thấy vậy lạc giao giao thầm nghĩ trời má ơi có phải là bốc phét hay không sư tôn đừng nóng như vậy chứ sau khi nghe được những lời này của cốc chủ mặt diệp ca biến sắc nham hiểm nói tiểu sư cô là sư phụ của ngươi ức hiếp người quá đáng đừng trách ra không giữ thể diện cho ngươi ta đây hết chịu nổi rồi Diệp Ca nhìn về phía cốc chủ với ánh mắt đùng đùng sắc khí, xinh gái mà cái mỏ rất hỗn, rồi lém phăng những một triệu linh tinh cực phẩm nói: "Đồ đệ ngoan, đây là một triệu linh tinh cực phẩm, coi như là quà gặp mặt sư phụ tặng ngươi." Cốc chủ vẫn đang trạng thái chưa hiểu sự đời nói: "Hừ hừ, ngươi tiếp tục diễn đi, để ta nhìn xem nào." What giờ phắc, cái méo gì vậy trời? Lúc này, hệ thống vang lên: "Tinh, chúc mừng ký chủ và mặt con đũi đó thành công, phần thưởng là kim tầm tinh diệu thạch X10." tinh huyết tử lôi cuồng sư x 100 mảnh vỡ kiếm ý thăng cấp x 5 nào khoe bẩm dập chết mẹ con đĩ đó đi ký chủ diệp ca nhìn những món đồ ngon ghẻ tay chống lạnh thầm nghĩ và mặt cũng có thể nhận được phần thưởng sao ta cứ cảm thấy hệ thống còn nhiều chức năng bí ẩn vẫn chưa bị mình đào ra nhỉ còn bên này hoa ngữ mộng cũng ngạc nhiên không kém toát hết cả mồ hôi nói không thể nào sao ngươi có thể có nhiều linh tinh cực phẩm đến thế chị đẹp của ad ơi nghiệp đến với chị rồi đó vừa được hệ thống cho xương xương mấy món đồ ngon ghẻ diệp ca được phen thể hiện cho hai đứa nó trầm trồ đừng nghĩ là ta chỉ có mỗi cho linh tinh đó mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng cảnh này không xuất hiện lại lần nữa đâu sau đó hắn vung tay như một nhạc trưởng nào là linh tinh tinh huyết mảnh vỡ kiếm ý bay như mưa làm hai cô gái của chúng ta há hốc mồm đến kinh ngạc diệp ca nói tiếp đây chính là mảnh vỡ kiếm tâm thăng cấp hàng diêu giá rẻ như cho chỉ cần kiếm ý đạt đến mức cao nhất tiếp tục hấp thụ năng lượng ở bên trong là có thể đột phá đến cảnh giới người kiếm hợp nhất chính vì thế xung quanh diệp ca xuất hiện một luồng khí cực khủng nhìn oai vãi chó làm tốc hết cả váy vóc của hai ẻm đang đứng hóng hớt hoa ngữ mộng nói người kiếm hợp nhất sao đây là hình dáng ban đầu của phôi kiếm hoa ngữ mộng cũng đến mắc cạn lời cảm giác quê thấy mẹ thôi thì dám chơi dám chịu bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là sư phụ của hoa ngữ mộng ta nhưng chỉ liên quan đến ta không đại diện vạn hoa cốc làm lạc sao dao đứng kế bên như xét đánh ngang tai lại méo gì vừa xảy ra vậy trời đứng hình mất 5 giây suy nghĩ về cuộc đời, đầu óc đang loát với vòng ra phả rối rắm. Thôi xong, đến cả sư phụ cũng liên quan đến Diệp Phong. Không thiết sống nữa rồi, Diệp Phong hiện tại là sư phụ của sư phụ mình, vậy tức là hắn là sư tổ của mình. Nghiệp thấy mẹ luôn rồi đó, hoa ngữ mộng đưa bản khế ước cho Diệp ca, hành lễ nói, tham kiếm sư phụ. Hệ thống lại đột nhiên vang lên, tinh, chúc mừng ký chủ nhận vị đệ tử đầu tiên, dựa theo tình hình đệ tử. Bạn được tặng quỷ mê thảo x100, khô hồn ký x100, Ngũ độc bách hương hoa X100, chiếc hồn linh trúc thủy X100 tiếp. Diệp Ca chưa kịp lót hết vật phẩm thì hệ thống lại vang lên tiếp, "Tinh, ký chủ bắt buộc phải cho đệ tử kế thừa truyền thống phá của. Dựa theo tình trạng phá của của đệ tử, hệ thống sẽ tặng phần thưởng nhất định." Diệp Ca thấy khoái chí thầm nghĩ, "Ái chà, kèo ngon đây rồi, nhận đồ đệ có phần thưởng, kích lệ đồ đệ phá của cũng có phần thưởng." Lúc này trong suy nghĩ của Diệp Ca, một tông chủ oai phong với môn phái phá của, còn phía bên dưới là đám đệ tử đồng thanh nói: sư phụ ơi đây là điểm phá của mà chúng đệ tử kiếm được xin người hãy nhận lấy nghĩ đến thôi là vui thấy mẹ rồi quả nhiên hệ thống quả thực có những chức năng mà mình chưa khám phá hết diệp ca vẫn còn đang sầu lão với đống thứ thảo mộc vừa hoa vừa cỏ không hiểu hệ thống nó cho những thứ này để làm cái quái gì nhỉ không đúng sao nghe tên của những phần thưởng này lại giống với thứ kịch độc vậy nhỉ chẳng lẽ vạn hoa cốc là thế lực chơi độc sao thôi thì cứ lấy một cây ra xem nào sau đó diệp ca tỏ vẻ ghét bỏ nói các ngươi có biết thứ này là gì không? Khi nhìn thấy thứ màu xanh lấp lánh này, hai đứa Hoa Ngữ Mộng và Lạc Dao Dao bầu đầu vào ngạc nhiên đồng thanh nói, là cỏ quỷ mê. Ta và Dao Dao từng thấy nó trong bất truyền bí điển, không ngờ lại có thể nhìn thấy nó ở đây. Có cỏ quỷ mê thì vạn độc chi thể mà chúng ta tu luyện có thể thăng lên một cấp. Diệp Ca lại tỏ vẻ vừa như cái gì cũng biết, rồi lại ném thêm cho một loại độc dược nữa nói, "Cụ cụ, Hoa Ngữ Mộng, hôm nay ngươi trở thành đệ tử đầu tiên dưới môn hạ của ta, cũng là đại sư tỷ trong tương lai." môn quy của chúng ta ngươi vẫn nên hiểu biết một chút hoa ngữ mộng giật mình lại là cỏ quỷ mê vì sao ngươi lại có nhiều độc linh trong truyền thuyết như vậy cốc chủ đời thứ ba của vạn hoa cốc chúng ta sống vài vạn năm cũng chỉ có duyên từng gặp qua những bảo vật như thế này một lần mà thôi nghe nói đến môn quy thì lạc giao giao sững sờ nhìn qua diệp ca nói diệp trưởng lão ngài còn đến các tông môn khác sao diệp ca đắc ý nói coi như là quy định của riêng mình ta nhưng ta không muốn mở nút lập tông sau này đệ tử bại gia môn ta sẽ trải dài khắp đại lục huyền thiên thậm chí trải khắp vạn thiên hạ giới nghĩ đến thôi ta sắp nổi danh xưng bá thiên hạ rồi ha 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 hệ thống vang lên chúc mừng ký chủ đã sáng lập bại gia môn thành công thưởng 10 vạn điểm bại gia mở chức năng truyền âm tông môn mở chức năng truyền tống tông môn làm diệp ca kinh hãi nói ôi vãi cả đái hẳn 10 vạn điểm bại gia ta vất vả lâu như vậy mà chỉ mới tích lũy được hơn một vạn thế mà sáng lập cái tông môn đã cho nhiều như vậy rồi chắc phải mở tông môn giải rác toàn quốc thôi. Hệ thống giải thích, chức năng truyền âm tông môn là ký chủ và đệ tử có thể dùng thần thức để truyền âm dù ở bất kỳ nơi đâu, ký chủ cũng có thể truyền đạt mệnh lệnh với đệ tử. Ví dụ như đang đi ẻ mà hết giấy, có thể truyền âm được, hoặc là đang tu luyện trên núi muốn ăn mì cay cấp độ 2, vẫn có thể truyền âm được. Tiếp đến, là chức năng truyền tống tông môn, cho dù đệ tử đang ở nơi đâu, ký chủ có thể truyền tống trực tiếp đến bên cạnh đệ tử. Mỗi ngày mỗi một đệ tử có thể truyền tống một lần, duy trì trong một tiếng sau đó sẽ tự trở về nơi bắt đầu ví dụ minh họa như đang đi ẻ mà thằng đệ tử không mang giấy cho vẫn mải miết ngồi đớp ngươi có thể truyền tống đến ngay chỗ nó ngồi ăn đòi giấy vệ sinh diệp ca thầm nghĩ nếu như đệ tử ta thu nhận là giới miệng khác vậy chẳng phải là nói ta cũng có thể đến giới khác sao hoa ngữ mộng ngay cái tên bại gia môn mà muốn phì cười nhưng cố nhẫn nhịn nuốt vào trong ủa cái gì vậy trời bại gia môn là sao nghe tên tông môn quê thấy mẹ rồi đó còn Lạc Dao Dao thì cười khúc khích lẩm bẩm, "Bại gia môn, nói ra làm người khác cười rớt nguyên bộ răng." Chuyển cảnh tới lớp học Bại gia của Diệp Ca. "Nào các trò nhìn vào đây, để thầy giải thích cho thông cái não. Hoa Ngữ Mộng, người thân là đại sư tỷ bắt buộc phải hiểu biết sâu sắc môn quỷ. Ta hỏi ngươi, sau khi giao cho ngươi những cỏ quỷ mê này, ngươi sẽ xử lý nó như thế nào?" "Thì cho vào mồm mà nhai chứ làm sao nữa?" "Chị Hoa Mộng ngơ ngác nói, thầy nói ta sao?" Sau đó, cô thẹn thùng nói lúc bọn ta tu luyện sẽ dùng một chút cỏ quỷ mê còn lại nếu cho phép thì ta sẽ bảo quản tốt cho sư tôn làm lạc sao giao ngoan ngoãn ngồi kế bên gật đầu lia lịa đúng đúng vừa dứt câu thì ăn ngay cục phấn vô đầu diệp ca vén mồm lên chửi ngu xuẩn bảo quản tốt hết tất cả để làm mẹ gì vậy chứ ngươi lại ăn nói xà lơ rồi chúng ta là bại gia môn sao ngươi đến cái tinh túy của tên tông môn cũng không hiểu nổi thế làm chị hoa mộng lại gãi đầu thắc mắc cỏ quỷ mê không phải nên dùng tiết kiệm sao Diệp Ca tức đến điên người giật được quả mũ nứa màu vàng của Lô Phi nói, "Cỏ quỷ mê vốn là ít, ngươi còn không nỡ dùng sao?" Thế để ta phân tích toán học cho mà nghe, cỏ quỷ mê không phải là cỏ à, cỏ quỷ mê không phải là để cho con người dùng à, rồi mắc mớ gì cất đi để ngắm. Mê vãi chó với đứa học trò này quá, còn hoa ngữ mộng lại rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, chống tay mà suy nghĩ cuộc đời thật vô nghĩa, như vậy là không đúng à, đây là đâu và ta là ai. Ta đường đường là cốc chủ của vạn hoa cốc, tuổi cũng phải ngang hàng với ông cố nhà nó đến bây giờ ngay cả một thằng nhóc cũng có thể khiển trách ta là sao đang mải suy nghĩ cuộc đời thì diệp ca tiến tới cầm theo cây cỏ quỷ mê nói độc tố trong quỷ mê thảo cô có sợ không làm hoa ngữ mộng giật bắn mình nói ta và dao dao tu luyện là vạn độc chi thể độc hữu mặc dù độc tính của quỷ mê thảo rất khủng khiếp ta cũng không sợ chỉ là dao dao vẫn còn nhỏ không thể hấp thụ được nhiều ngay sau đó diệp ca bày cách cho nói tiếp không đúng nha buổi tối trước khi đi ngủ ngươi nên lấy vài gốc để ngâm chân đảm bảo phê tận lóc thể xác và tinh thần mệt mỏi không phải nên lấy vài gốc rồi thả vào chậu ngâm chân sao không thích ngâm chân thì đổ ra mà bơi lội với nhau tu luyện nhàm chán tâm khí bất thuận không phải là nên chút hết tâm tình hay sao giải thích đến sủi bọt mép mà đệ tử này mặt vẫn đần như cước ngâm kia làm diệp ca cũng sốt hết cả ruột đáp con bà nó cái mũ thầy giáo đi nói hầy xem ra cô thân là đại sư tỷ nhưng vẫn không đủ tư cách mà ta đã phải tốn biết bao nhiêu công sức Vận động cơ mồm để giải thích nhưng cô vẫn đéo thèm hiểu. Hoa Ngữ mộng mặt ngây ngô hỏi tiếp, "Sư tôn, theo những gì người nói, vậy 100 gốc quỷ mê thảo vốn cũng không đủ mấy ngày." Diệp Ca liền quay lại, tung ra một đống thảo dược nói, "Nếu hết rồi thì lại kiếm cái khác chứ sao, cô xem, mấy cái thứ rách nát này có ích không?" Sau khi thấy mấy thứ rách nát được ném ra như pháo hoa, thì hai người hoảng hốt há hốc mồm, "Cái méo gì vậy, ngươi gọi nó là thứ rách nát sao?" Nhìn đống thảo dược chất đống trên bàn, Lạc Dao Dao chố mắt ngạc nhiên nói, sư tôn ta nhớ là đã xem được ở trong sách về độc linh thảo và độc linh thủy rồi mà hoa ngữ mộng kế bên cũng rối bời tâm trí cuốn sách nói chiến trường thiên đạo có nhưng số lần xuất hiện và số lượng thì nhiều hơn quỷ mê thảo rất nhiều vạn hoa cốc cũng không có hàng tích chữ trước sự ngỡ ngàng của hai đứa học trò ngốc nghếch diệp ca lại được phen tỏa sáng hào quang rực rỡ nói chỗ này vi sư tặng cho cô muốn dùng thế nào thì dùng mặc dù trước mắt là như vậy lần sau có đồ gì tốt ta cũng sẽ cho các cô à còn nữa ta cho cô một tỷ linh thạch cực phẩm quay về rồi nên tiêu thì tiêu không cần tiết kiệm đãi ngộ tất cả đệ tử tăng cấp 10 lần thiếu tài nguyên gì nên mua thì mua đừng mặc cả quê thấy mẹ lắm bại gia môn chúng ta không thể mất mặt như vậy được nhưng mà bại gia môn chúng ta chỉ là đang bại gia không phải kiểu tiêu tiền như rác ngươi hiểu chưa mẹ nói chứ ta nói nhiều chữ như vậy mà đệ tử này của ta vẫn cứ đần ra như vậy từ bại gia nói dễ như thế cũng không hiểu may mà cô còn là cốc chủ của vạn hoa cốc gì đó Thôi thì, để ta đây thông não cho cô vậy, chứ nhìn mặt chỉ muốn tát cho mấy cái. Dứt câu, Diệp ca sử dụng chức năng truyền âm tông môn nói, tôn chỉ của tông môn chúng ta là gì? Làm hoa ngữ mộng sửng sốt đến kinh ngạc, ô địch, đây chẳng phải là thần thức tương thông sao. Sau đó cô gục mặt xuống đống thảo mộc thầm nghĩ, vừa rồi sư tôn phóng thích thần thông, cho dù là người của thượng giới cũng không chắc đã biết. Có sư tôn làm chỗ dựa, hà cớ gì ta phải khắc chế bản thân mình chứ? Con mẹ nó, đéo nhịn được nữa rồi. Sau đó, cô ta vùng dậy như biến thành một con người khác nói bại gia ra, ra sức bại gia nghĩ tất cả mọi cách để bại gia hú hú làm diệp ca và lạc dao dao giật bắn mình kinh ngạc diệp ca thích thú với thành quả hết lời khen ngợi không tệ chút nào không ngờ lại có thể thông suốt như vậy mặc dù không biết cô ta thông suốt như thế nào nhưng bại gia là được sau khi được giác ngộ hoa ngữ mộng nhìn trẻ trung hơn hẳn nói sư tôn yên tâm đê đệ tử nhất định sẽ khắc ghi trong lòng tôn chỉ tông môn làm dạng dỡ truyền thống bại gia tốt tốt ngươi xứng đáng được trao bằng khen con ngoan trò giỏi phía bên này lạc dao dao sợ đái ra quần mà lấp ló một chỗ nhìn hai người đang làm khùng làm điên thầm nghĩ một con gà mái mẹ vắt cổ chảy ra nước sao bỗng nhiên lại thay đổi chóng mặt như vậy sư tôn điên rồi sư đồ cũng điên rồi mình nên làm gì đây diệp ca cười thỏa mãn thầm nghĩ cuối cùng mình cũng nhìn thấy được phương hướng của cuộc đời sau này đệ tử của bại gia môn ta không cầu nhiều chỉ cầu tinh sau đó hắn nhớ tên lý mập mà thầm nói Lý Phi ơi Lý Phi, nếu có duyên gặp lại, cậu sẽ là đệ tử của tôi, nếu vô duyên thì thôi vậy. Sau đó, Diệp ca liếc mắt về phía lạc sao dao làm con bé sợ xanh mặt mũi mà từ chối. Ngươi muốn làm gì? Tên biến thái nhà ngươi, ta sẽ không gọi ngươi là sư công đâu. Tập 11 xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đạo hữu đã xem video của Tại Hạ. Các vị đạo hữu thấy hay có thể cho Tại Hạ xin một like và một comment xuống bên dưới phần bình luận nhé. Yêu quý hơn thì có thể donate link thạch cho Tại Hạ thông qua số tài khoản ngân hàng hoặc số momo tại hạ có treo nó ở bên dưới phần mô tả cảm ơn các vị đạo hữu rất nhiều mãi yêu